Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Hôm nay ra đây review cho mọi người xem khúc bãi câu đẹp nha mọi người. Đây Rạng cũng đã xuống 2 cần đây, nhưng mà nước còn cao quá, sợ cá nó chưa có ăn. Khúc này cũng là đoạn của sông Rạch Chiếc nha mọi người. Đây, hôm nay là thứ bảy nên ở đây rất là đông nha mọi người. Một số câu rồi một số ra giải trí, vừa câu vừa giải trí vẫn có. Xung quanh nhìn rất là đẹp nha mọi người, mát nên mọi người cũng ưa chuộng cái điểm này. Vừa câu vừa giải trí. Còn đoạn bên kia là đoạn bờ kè trước cũng hay ra câu á, và đúng cũng có nhiều clip ở bên cái bờ kè bên đó. Còn đây thì một nhóm cần thủ của chúng ta đang say sưa nhậu. Còn cần thì cứ mặc bỏ cần ở đây. Đợi cá ăn thôi mọi người. Cũng lâu rồi không có ra đây, nãy nghe mấy chú bên kia nói là có lên cá tra. 1-2 ký, 3-4 ký vẫn có. Mấy bữa trước thì có người lên cá trê có 5 ký nha mọi người. Mình cũng chỉ nghe nói thôi, không biết có hay không nữa. Nhưng mà mình nghĩ chắc có. Vì clip trước mình ra đây có chừng tiếng mấy, 2 tiếng mình về được con cá trê cũng tầm 1 ký mấy nha mọi người. Mà đợt clip mình đi câu ban đêm á, mà đoạn ở trên ngã ba sông. Còn hôm nay trên đó giấc này rất là nắng nha mọi người, chịu không nổi đâu, cực kỳ nắng nóng. Chỉ có lủi vô đây mới mát thôi, nhưng mà khu đông này đông người quá. Coi lấy dây này cột đó nè. Cột đỡ đi. Cột đỡ đi. Lên cá bên kia kìa. Đòn cá rồi. Lên cá mọi người. Cái chạp bự với bụng. Còn này chắc có cái hầm mình xanh thôi. 2 ký á. 2 ký không ta? Có 2 ký á. 2 ký. Ngon nha. Cái xa xong rồi ăn nó ngon nè. Mấy uống. Cá xong này đỡ mờ. Mài sớm giờ mới lên nè. Cảm giác hả? Sướng. Bố cô dính không bố? Không cảm giác cả à. Thì sướng rồi đó con. Chỉ sướng rồi vậy thôi. Thì câu đợi có nhiêu đó. Đợi nhiêu đó thôi. Ngán chết. Ăn thì không ăn, phụ nó mấy con nó ăn thôi, mình không ăn. Xuống thích cho đó. Thích cho đi cộng hơn. Con này cũng 2 ký nha mọi người. Câu giờ mấy đứa con nó ăn thôi, mình đâu ăn nha. Cảm giác ở đâu ra gì mình không quen. Ở này giờ mình xuống. Trời ơi, rồi chưa. Thôi hợp. Kiểu này là cá sông mà nó chạy o. Kéo là mệt vậy đó luôn. Trời ơi. Vậy nãy giờ không không để coi kéo luôn. Không phải. Nó giống chỗ này nè. Yeah. Nãy nó dưới một bình chứ thôi nó chạy. Ừ, ở dưới tạm. Nó chạy dữ lắm. Ca xong dính mà không nghe la vậy tên em ru. Em ru. Ừ, chạy tùm bình nó giật chơi đi sốc luôn. Nè còn vòng nè. Sợi dây gì mong manh vậy, nó tơ 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 hết vậy. Tơ 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 chứ. Cái cây ghim xuống. Có cây nè. Thì năm nay ta được mấy con phải không? Không. À, con được mấy con. Năm nay hả chú? Hả? Đây là cụ cần thủ của chúng ta. Hai con rồi. Cả năm nay hả? Đâu có mấy tháng à. Dạ. Được không? Mấy tháng này vậy? Mấy con luôn. Vậy hả? Ừ. Đây luôn hả? Ừ. Năm nay
nhiều dữ vậy hả? Rồi xảy rồi. Trời ơi, nói. Nói rồi, cái sợi dây đó không có được đâu. Nói sợi dây thấy mong manh lắm mà. Nãy hỏi sợi dây nó nhìn sợi dây nãy nhìn nó sợi dây nó tua 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 là hiểu rồi. Hết ngon luôn bố ơi. Trời ơi, cái dây gì giảm quá. Hết ngon, xảy tiêu. Dây một rồi. Đang cảm giác lầm á, cảm giác luôn. Sao cục đầu á. Hồi nãy nhà mình liền cái giật xuống kịp là cũng chụp nó được. Nó còn nằm đó hả? Cảm giác nó nằm tới chiều luôn, giờ hết rồi, hết cảm giác rồi, làm lại từ đầu thôi. Đâu nói chuyện với bố, đâu để ý dưới đâu. Cái gì mục dữ vậy? Cái dây mục rồi. Cài cài lại bố ơi. Nãy nói cái dây đậu tưa tưa rồi. Nhưng nó giải cá, nó giải mạnh, đâu lực anh bứt vậy, đâu có xi nhê nào. Nó giải. Cá lên đâu đứt đâu. Phải đứt trên bờ cũng nói rồi. Tiếc tiếc. Thả cá, thả cá. Thả vô câu lại cho cảm giác tiếp. Ủa bố dẹp nó lên rồi hả? Ủa bố dẹp, đâu có bố vô mồi. Đâu đừng thay ngồi á, nãy sợ lan nó chạy. Bỏ cái kia xuống rồi mình cho tiếp. Vậy mà nó buông ra. Đức, nãy nói rồi, còn cảnh giác rồi. Mà sao nãy sắp lên đâu có đứt đâu. Nó quật mạnh lắm. Thả cá rồi bố ơi. Cụ cần thủ của chúng ta vừa lên cá. Cá lên bờ là tính rồi. Tính bờ là tính chứ. Hèn chi nãy nó không ăn nên mới xảy á. Đâu mấy năm rồi. Ông này 4-5 năm không câu cá về là không đưa người khác không à. Không ăn thiệt mà. Xuống đây. Cá gì đâu nửa ký lô rồi xuống mà. Lên hèn nha mọi người. Trời ơi, bao nhiêu cá mà mày la. Ok, để từ từ, cho lên bờ luôn. Để luôn hả? Để từ từ. Nó còn mạnh á, coi như nó còn mạnh. Nó lết cho lên bờ luôn nè, cho lên luôn. Cá thì giống cá con bố mà hải quá. Mày thấy chứ phụ. Con này nhỏ hơn. Rớt mấy rồi. Mày rớt con là tao không muốn rớt con thứ hai nha. Mất duyên tao hết. Cần của bố mới quăng hay vậy? Cần rồi, cần nè, vô tư. Ốc lại là ăn liền phải không? Giờ lấy dây cái cột nè. Lấy dây mũ nãy cột nữa cái ơi. Sợ rồi. Đang trai độ. Nè. Đó, dây này chắc cứu nè. Lên lại nữa không? Đó, cà trà. Trường ơi, đứt cái lưỡi tao nha mày. Ừ, con này cũng 2 ký, 2 ký, 2 ký mấy à, cũng có 2 ký. Cá gì đâu, chắc ký rưỡi quá. Ký rưỡi à. Ký rưỡi gì. Con lúc nãy mới 2 ký. Cá nãy con bố á, ông thảy này, cá cuốn lại lắm rồi. Mồi mà nhảy dưới rồi trời. Trời ơi, mồi này là mồi 100 ngàn đồng một cục á. Chứ sao mới dính cá là 100 ngàn. Bà nãy mới rớt gì lên lại dữ dằn rồi. Bố xả mồi sáng đến giờ mà trời phải tính tiền xả, nhiều chứ. Sáng nay rồi mẹ ơi. Ổng nuôi một tháng nay chứ. Xả cả tháng nay chứ không phải là mới xả nữa. Nó biết mặt tôi luôn. Giữ cái thả gì mang là được rồi. Con này hơn 2 ký rồi. Rồi sợi dây này làm sao xả. Rồi tao xuống nữa tao. Cái này xảy cái nữa xin luôn. Xuống cái nữa rồi. Ờ xuống chậm rồi bắt lại. Cái chậm rồi anh. Đó, bò đất nấu thịt chua ăn đi con. Cần của bố nhạy quá. Lửa nó cục đá. Dữ đâu á, bò lên quá dữ rồi. Dữ không? Trời ơi. Không đứt dây mà coi chừng giột dây nha. Thôi lấy cái nhỏ này cắm nè. Đây nè. Ôi. Cái nhỏ này cắm nè. Được rồi, kệ nó. Kệ nó. Kệ nó. Vô cắm sẵn tay giục cái kia luôn không? Cái nào không? Cái lồng bên đó hả? Sẵn tay dơ luôn mày. Cái miếng nó có nhầm gì đâu. Thôi đi. Nãy xảy con này bắt được nha mọi người. Ghê ông lên đựng cá cái nổ ghê. Mày nên biết nè, cái nước này là nó nói mày sao?
Dưới giờ là mất lưỡi, dưới giờ là mất lưỡi. Muốn hết sáng giờ cũng hết hợp lưỡi rồi đó.